hello chào mừng tất cả các bạn quay lại với chương mục nói thành thạo các chủ đề à, qua vài cái video đó thì tôi thấy các bạn đón nhận rất là nồng nhiệt về cái kiểu học của mới của mình các bạn nha mà tôi cũng cảm thấy vô cùng thích thú bởi vì đó lúc này đó giáo viên nói chuyên sâu về một thứ gì đó mà mọi chủ đề chủ đề nào cũng sẽ nói các bạn ha và tôi lấy cái đó làm cái bài giảng mục đích của tôi là giảng cho các bạn hiểu cái cách dùng và từ đó đó các bạn học cái bài trong video nha các bạn đừng có cố gắng là kêu tôi phải nói tiếng anh cùng với các bạn trên cái video này bởi vì rất nhiều giáo viên làm như vậy rồi hay là đừng kêu tôi nói ít quá để cuối cùng các bạn không hiểu cách dùng các bạn hiểu cách dùng xong rồi đó thì đó vào trong cái sử dụng cái giáo trình lan kiên đồng là các bạn vào cái mục nói thành thạo mọi chủ đề trong cái chuyên mục học qua video này nè mở cái video lên để luyện cái bài đó cùng với giáo viên sau khi các bạn học với video của tôi và hiểu được cặn kẽ tất cả mọi ngóc ngách của cái ngôn ngữ rồi kể cả phát âm làm sao cho đúng ha như vậy thì hôm nay đó chúng ta sẽ học một cái bài các bạn cũng sẽ tìm qua nha học qua video nè nói thành thạo mọi chủ đề nè các bạn cuộn xuống và chúng ta sẽ có cái bài hôm nay là bài à uh, đây jokes jokes là uh, những cái câu đùa các bạn những cái uh, nói đùa những cái chơi khăm thì đó khi mình nói một nói về jokes chẳng hạn đó thì lúc này nó có một ý nghĩa vậy nè cái người mà cái người mà có óc khôi hài đó các bạn ha có cái sense of humor đó thì lúc đó cái người đó người ta gọi là rất dễ thành công mà cái này có thể học được nha các bạn học được có nghĩa là sao bình thường mình, người mình nghiêm túc lắm mình không có biết nói những câu đùa tuy nhiên đó là mình học cách nói đùa được mình học cách nói đùa làm sao cho có duyên được và khi nói đùa làm sao nó đủ chừng mực làm sao đó để cho người khác cười òa lên mà nó không có bị vô duyên thì như vậy thì khi chúng ta nói chuyện về những trò đùa thì bây giờ chúng ta nói như thế nào để cho nó đủ sâu một chút chúng ta cùng học với giáo viên các bạn nha rồi bây giờ chúng ta bấm vào đây thử nghe cái các bạn nha rồi nhưng bạn nào đang xem mà chưa đăng ký kênh của tôi là thắng phạm các bạn nhớ bấm đăng ký rồi hẳn xem các bạn nha bấm vào đây nào Everybody loves jokes, but not always when the joke is on us. I can think of a few times where a few of my friends made a joke about me or basically played a prank on me, and I didn't find it very funny, but all of my Bây giờ là lúc tôi giảng bài cho các bạn nha. Bây giờ mình bấm vào chế độ slide show nha các bạn nha. Rồi đầu tiên đó là everybody loves jokes. Các bạn có thích joke không? Cái từ này đọc đó là các bạn là joke. Ờ, j j. Âm đầu tiên đó là tổ hợp âm và d và r nha, đ, d r. Thì cái chữ r đó các bạn bình thường là gì nè. <laughs> mình cong lưỡi lên ha và lưỡi l... à, cái cổ lúc này của mình có rung dây thanh quản và mình phát ra cái âm là nó là âm r dài, còn âm r ngắn là d, giống như chữ zoo dù còn này. <laughs> Nhưng mà trước đó là âm D. Thì tổ hợp âm D có nghĩa là mình phát âm D xong rồi phát âm D. Nhưng mà trong cùng một hơi. Là tôi tách ra hai hơi, phát cùng một hơi nè. Là giữ cái hơi của âm D lại. Sau đó, đó lấy cái luồng hơi bị chặn lại của âm D đó, phát ra âm D. Chặn hơi là các bạn... Dì, dì, dì. chặn đó dì, dì, dì. có nghĩa là có cái hơi bị chặn của âm D trước mà không cần phải phát ra âm D luôn lấy cái hơi chặn nó phát ra đúng cái âm giờ phía sau là nó mang theo cái cái âm D phía trước liền nó tạo thành cái tổ hợp âm d giờ nha các bạn Joe, o Joe, 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 Joe còn nếu có âm xì phía sau nữa ở số nhiều thì lúc này đó mình giữ hơi của âm cờ lại joke joke C -c -c. giữ hơi đó joke Jokes. jokes everybody loves joke love loves loves jokes loves jokes everybody loves jokes tập âm mình cảm thấy nó mệt lắm các bạn vừa đau cổ nè rồi uh, mệt mỏi lắm ha tuy nhiên đó khi mình quen rồi mình nói nó nhẹ nhàng hơn đó mình nói nó dễ lắm everybody loves jokes không có cần cố gắng gì cả ha đọc thử nè everybody loves jokes đó các bạn ha, không cần cố gắng quen rồi không cần cố gắng Tuy nhiên ban đầu phải cố gắng một chút Có nghĩa là nó hơi mệt rồi các bạn gọi là lẹo lưỡi, gãy cả lưỡi gì đó vân vân Tùy ha, kệ nó, mình cứ tập cho nó nó đúng cái đã Rồi sau đó mọi cái nó rất nhẹ nhàng Rồi Câu này có nghĩa là ôi tất cả mọi người đều yêu những cái um, câu đùa, những cái những cái chuyện cười, chuyện hài đó. Có nghĩa là các bạn có bao giờ ngồi lại với một nhóm mà tại đó người ta kể chuyện hài nghe chưa? Vui lắm, hay lắm, cười suốt luôn đó các bạn ha. But not always when the joke is on us. Rồi, but not always. Not always này á, hồi nãy cái câu là everybody loves jokes, đúng không? Mọi người đều yêu những cái câu chuyện hài. But not always, not always. Ở đây tại sao là but not always, nhưng mà không phải luôn luôn như thế. But not always, nhưng mà không phải luôn luôn như thế. When the joke is on us. The joke Is on somebody là cái trò đùa đấy nó lại rơi vào chính cái người uh, chính chính mình đó các bạn. Có nghĩa là đôi khi mình mình uh, mình play a joke on someone, play a joke on someone là mình mình đưa ra một cái câu đùa uh, lên cái người nào đó. Có nghĩa là mình mình chơi khăm ai đó. Play a joke on someone là mình chơi khăm ai đó. Tuy nhiên uh, the joke is on us là cái chốt đó đó tự nhiên nó quay lại nó nó đè lên người mình có nghĩa là chính mình á là người bị cái trò chơi khăm đấy à, giống như gậy ông đập lưng ông đó các bạn ha thì khi mà cái cái trò đùa đấy mà nó lại rơi ngược về mình thì lúc đó not always hồi nãy nói là everybody loves jokes đúng không mọi người đều yêu những cái câu chuyện đùa những cái trò đùa nhưng mà không phải luôn luôn như thế khi cái trò đùa nó lại rơi vào chính mình thì không phải lúc nào cũng yêu mến đâu nha yeah, đó hai câu nó nó liên kết nghĩa với nhau tại vì người ta nói cùng một chủ đề mà các bạn và nghĩa nó như thế but not always when the joke is on us the joke is on is on us the joke is on us the joke is on, joke is on somebody là cái trò đùa rơi vào ai đó rơi vào có nghĩa là nhầm vào người đó để tạo ra câu chuyện đùa thì như vậy đôi khi nó cũng offensive lắm các bạn cũng xúc phạm lắm ha đôi khi nó cũng xúc phạm I can think of a few times where a few of my friends made a joke about me or basically played a prank on me rồi đây là các bạn I think of a few times tôi um, tôi có thể nghĩ về tôi có thể nhớ lại đó nhớ lại think of something Think of something là nghĩ lại, nghĩ lại uh, một vài lần. Cái think about là nghĩ về cái gì đó. Còn cái think of something á, uh, think of something là nghĩ lại có nghĩa là cái gì đã đã qua rồi mình nghĩ lại cái chuyện đó thì dùng cái giới từ là think of something. I can think of a few times. Tôi có thể nghĩ lại một vài lần, nghĩ lại một vài lần. When a few of my friends khi một vài người bạn của tôi when a few of my friends made a joke about me made a joke about me to make a joke make a joke là tạo ra một cái trò đùa, một cái trò đùa hay là một câu chuyện đùa gì nó cũng dùng joke ha các bạn ha. Tạo ra một cái trò đùa um, about me về tôi Yeah. thì các bạn biết rồi trong cuộc sống hàng ngày đó thế nào thế nào một lúc nào đó cũng có người chơi một cái trò đùa nào đó um, dành cho mình à, đó, thì uh, cái câu này nó có nghĩa như thế made a joke about me or basically play a prank on me, play a prank on me, a prank đó các bạn play a prank ha, yeah. thì cái a prank này nè nó giống như là play a joke on someone là có nghĩa là mình chơi khăm ai đó thì play a joke hay là play a prank on someone ha là chơi khăm ai đó chơi khăm có nghĩa là mình gài người đó vô một cái trường hợp mà người đó uh, rơi vào cái bẫy đó một cái cái họ uh, họ tạo ra những cái hành động nó rất là buồn cười uh, đó thì người khác phá lên cười nhưng mà cái người rơi vào cái trạng thái đấy thì đúng là dở khóc dở cười tại mình bị mình bị chơi khăm mà các bạn ha đó thì gần đây trên Facebook đó các bạn nói rất nhiều các cái trò prank đó ha thì cái đây là một cái từ là chơi khăm đấy các bạn prank prank từ này đọc là prank pr 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 prank âm n đi trước âm cờ cho nên là âm n này biến thành âm ngờ là prank nghề prank prank chứ không đọc là prank n nha prank prank là không được mà là prank Prank, 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 prank. Play a prank on someone. Play a prank on someone. Play a joke on someone. Yeah, bản thân danh từ nó là chơi khăm. Rồi, uh, made a joke about me or basically play a prank on me. Play a prank on me. Uh, chơi khăm tôi. And I didn't find it very funny, but all of my friends certainly did and i didn't find it very funny và tôi không có cảm thấy vui gì cả i didn't find it very funny Hồi, uh, tôi có giảng cho các bạn nhiều lần cái chỗ là find something phía sau là một tính từ đó các bạn là cảm thấy như thế nào đó giống như các bạn dùng động từ feel thôi nhưng mà người ta lại thích dùng là find something uh, phía sau là một tính từ funny là cảm thấy buồn cười, cảm thấy khôi hài i i didn't find it very funny cái chữ very này bổ nghĩa cho chữ funny thôi ha. À, nhưng mà funny là tính từ. I didn't find it very funny. Tôi không cảm thấy nó buồn cười gì cả. I didn't find it very funny. But all of my friends certainly did. Đây các bạn. I didn't find it. Là tôi không cảm thấy buồn cười. Nhưng mà my friend nè. All but all of my friends did. Cái did này nè các bạn. Là nói ngược lại với lại didn't này. Yeah, có nghĩa là tôi thì không cảm thấy nhưng bạn bè tôi thì có. Đó. Có nghĩa là tôi không cảm thấy buồn cười gì cả nhưng bạn bè tôi thì có. Thì cái thì có đó các bạn, cái từ có đó đó là phải dùng cái trợ động từ did cho nó tương đương với lại didn't trình này. Nha, yeah. thì lúc đó mới không cần nói thêm gì nữa. My friend did. Nha. Yeah. You don't like it but I do. You don't like it. Bạn không thích nó but I do, nhưng mà tôi thì có tôi thì có không phải là I have mà là I do tại vì mình dùng cái kia là I don't, you don't thì I do hay là I I don't, you do đó các bạn uh, I didn't, my friend did yeah I didn't, my friend did đó các bạn tôi không cảm thấy nó buồn cười gì cả nhưng mà tất cả bạn bè tôi thì có thì chắc chắn là có Yeah. đó tại vì người ta chơi trò chơi khăm với mình mà cho nên người ta vui là đúng rồi nhưng mình á, thì không cảm thấy vui tại mình the the prank is on us the the joke is on us tại cái trò đùa trò chơi khăm nó nó là dành cho mình mà cho nên làm sao vui được các bạn but i love jokes but i love jokes hồi nãy nói là everybody loves jokes but i love jokes i love jokes Nhớ cái từ joke là âm ơ, joke, joke, jokes, jokes, a joke, a joke, a joke Còn số nhiều là jokes I love jokes Nhưng mà tôi yêu những cái câu chuyện, câu chuyện hài hay là yêu những cái trò đùa, các bạn ha I enjoy humor and I enjoy comedy I really enjoy jokes because i enjoy humor and i enjoy comedy. Tôi rất là thích nghe mình mình enjoy cái gì đó là thật sự mình 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 thấy nó mình sung sướng lắm là mình enjoy. Hay các bạn hay mình enjoy là mình thích thú lắm kìa mình mình cảm thấy là mình giống uh, nó không có giống như động từ like các bạn like là thích thôi, còn mình enjoy có nghĩa là nó hơn nó mạnh hơn like rất là nhiều. I really enjoy jokes. Tôi thích các cái trò đùa lắm luôn á. Tôi thích những câu chuyện hài lắm luôn á. Because I enjoy humor and I enjoy comedy. Bởi vì tôi thích uh, hài hước. Enjoy humor là tôi thích hài hước. And I enjoy comedy. Comedy là hài kịch đấy các bạn. Hài kịch là diễn viên đóng uh, hài đấy ha. Là comedy. Đó. I really enjoy jokes because I enjoy humor. Humor. À, từ humor này đó các bạn, từ có hai âm tiết, nhấn vào âm tiết đầu tiên, humor, humor, and uh, comedy, com comedy, 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 các bạn ha, nghe lại thử. I enjoy humor and I enjoy comedy. Comedy, rồi, nó bị mất cái này. And actually, in a lot of my free time, I like to watch stand-up comedians. And actually Và thật ra thì Có nghĩa là khi bạn muốn thổ lộ cái gì đó Bạn bắt đầu bằng cái trạng từ là Actually Actually Jewel Act Jewel Đọc nhanh là actual actually, actually Actually In a lot of my free time In a lot of my free time In my free time Là trong thời gian rảnh của tôi In my free time Thêm vào a lot of để nhấn mạnh In a lot of my free time Free time I like to watch stand-up comedians. Cái stand-up comedians không biết các bạn biết không? Là các cái diễn viên hài độc thoại đó các bạn. À, hài độc thoại lần sau có nghĩa là bản thân người ta đứng trước sân khấu hay là đứng trước ống kính camera đó người ta nói chuyện một mình thôi. Người ta nói chuyện một mình có nghĩa là người ta kể chuyện hài cho mình nghe hay là kể chuyện hài nhiều đề tài lắm các bạn. Có người kể chuyện hài về chính trị, có người kể chuyện hài về Uh, xã hội có người nói chuyện hài về tùm lum thứ nhưng mà stand up comedian là người ta uh, là những người hài độc thoại hài độc thoại các bạn nghe hài độc thoại nó khác với lại hài đóng mà nhiều diễn viên trên sân khấu Còn này hài độc thoại thôi nha yeah. uh, Tôi cũng biết có một uh, tay diễn viên hài độc thoại nói về chuyện xã hội đó đôi khi nói cũng gay gắt lắm uh, uh, tôi thích xem vài clip còn vài cái còn lại thì uh, tôi không thích cho nên là cái nào thích tôi xem, cái nào không thích thì thôi à, Thì nhưng mà cái đó đó Cái anh chàng đấy là một cái stand-up uh, comedian Stand-up comedian Diễn viên hài độc thoại các bạn I like to watch stand-up comedians Tại vì những người này uh, cũng là thuộc loại performer mà Đứng trước ống kính hay đứng trước sân khấu để diễn Cho nên mình cũng watch nha các bạn Because I just love hearing people's jokes because i just love hearing people's jokes bởi vì tôi thích nghe i love doing something like doing something love là một cái mạnh hơn của động từ like là yêu ha các bạn ha còn enjoy á enjoy có nghĩa là thưởng thức nó có nghĩa là mình nói yêu là một cảm giác like là một cảm giác nhưng mà enjoy có nghĩa là mình vừa mình vừa yêu mà mình vừa sung sướng cái việc đó đó ha, gọi là enjoy love doing something love hearing people's jokes là yêu những cái uh, chuyện tiếu lâm chuyện hài của mọi người yeah i love them too tôi cũng thích nghe cái đó i love telling jokes too tôi cũng thích kể chuyện hài cho mọi người nghe các bạn and some people are so creative and some people are so creative and some people are so creative creative tôi nghe nhiều bạn đọc là creative, creative ha rồi không được từ này đọc là create, create, creative, creative, creative từ có ba âm tiết nhấn vào âm tiết thứ hai create, creative, creative hay là người sáng tạo gọi là creator, 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 creator nhưng mà nếu dùng the creator đó là đang ám chỉ đến Thiên Chúa The Creator là đấng, đấng sáng tạo, đấng cứu thế đó các bạn Còn bỏ chữ đờ ra mà không ám chỉ cái chữ The đấy Thì đó là một người sáng tạo bình thường thôi Ví dụ như YouTube họ gọi những người như tôi là Content Creator Là những người sáng tạo nội dung ha? Content Creator Creative là sáng tạo ha các bạn Sáng tạo có nghĩa là người làm ra những thứ sáng tạo đó còn đó, tính từ này mang nghĩa sáng tạo có nghĩa là những người nào mà làm ra những cái thứ mà ơi, nó mới mà nó thay đổi mà nó hay ho, gọi là creative. And some people are so creative. Và một vài người thì rất là sáng tạo. Do you enjoy jokes? Do you enjoy jokes? Bạn thích những cái câu chuyện hài không? Bạn thích nghe hài không? nghe nghe nói nghe kể chuyện cười không? Yeah, jokes nó mang nghĩa như vậy đó các bạn chuyện cười à, chuyện cười hay là chuyện hài bạn có thích nghe kể chuyện cười không yeah do you enjoy jokes and if so what type of jokes do you like and if so and if so và nếu như thế thì and if so if so các bạn thấy học với giáo viên theo kiểu này đó người ta nói chuyện đời thường đó mình biết người ta nói rất nhiều các cái từ mà ở những ngóc ngách mà nếu học những cái câu thông thường đó là mình không biết hay là học những cái đoạn hội thoại tiêu biểu thôi đó Là mình không thể nào gặp những thứ này được ha Cho nên giáo viên nói càng nhiều càng tốt đi à, Mình cố gắng mình học cho càng nhiều càng tốt nha các bạn And if so Và nếu như thế thì What type of jokes do you like? Bạn thích những cái loại chuyện cười kiểu nào? What type of jokes? What type of jokes? Type 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 What type of Type of Type of jokes Do you like? Bạn thích những cái câu chuyện cười kiểu nào? Loại nào? Nha, yeah. rồi để xem coi giáo viên có nói loại nào hay không. Câu dài vậy đó các bạn nhưng mà mình tách ra thì các bạn thấy cũng toàn là những ý đơn lẻ và được ghép lại bằng những cái liên từ thôi, liên từ là and là but rồi gì đó ha. Because there are a lot of different types of jokes. Because there are bởi vì có rất nhiều there are cấu trúc there are và there is thì các bạn biết rồi trong cái bài giảng nào đó của tôi tìm lại ha there are a lot of different types of jokes thì các bạn thấy số nhiều cho nên dùng there are thì các bạn thấy nè cái từ chính là there are there are different types of jokes là có nhiều cái kiểu nhiều kiểu uh, chuyện hài khác nhau there are different types of jokes Đúng không? Rồi nhưng mà thêm thác từ phụ nè. There are a lot of thêm cái a lot of phía trước là để nói rất nhiều cái gì đó a lot of something, a lot of different types, different different từ có hai âm tiếng. different, different types, types, different types, nhiều loại luôn. type, types, types. different types of jokes, of jokes, different types of jokes. Bởi vì có rất nhiều loại chuyện cười khác nhau đó đây là một vế nè đây là một vế rồi lại dùng cái liên từ để ghép cái ý khác vào cho nên là ý này đơn lẻ thì nó ngắn thôi đúng không and a lot of people really like some jokes And a lot of people really like some jokes. Một vế nữa các bạn, rồi lại tiếp tục dùng cái liên từ but này nè để nối với một ý nữa. Thật ra khi giáo viên nói câu dài về đó các bạn, nhưng mà thật ra nó là những cái ý đơn lẻ cả và nối lại với nhau bằng những liên từ mà thôi. Và hôm nay chúng ta biết là ví dụ như là liên từ and, liên từ but là đủ để chúng ta nói trong nhiều tình huống lắm rồi các bạn ha. And a lot of people really like some jokes và có rất nhiều người really like thật sự thích some jokes là một vài uh, chuyện hài. Có nghĩa là uh, nhiều người thì thích loại chuyện hài này, nhiều người thì thích loại chuyện hài này nha. Yeah. But they don't like other jokes. Nhưng lại nhưng họ lại không thích những cái chuyện hài kia. Có nghĩa là có rất nhiều người thích loại này nhưng mà không thích loại kia là ý như vậy đó các bạn. Thích loại này nhưng là bớt nhưng không thích loại kia. Đó hai ý được nối với nhau bằng liên từ bớt. A lot of people really like some jokes. Nếu mình nói ngắn gọn câu này hơn đó, mình bỏ cái a lot of đi. Some people cũng được, đúng không? Some people like, some people like, bỏ chữ really luôn. Some people like some jokes, but they don't like others. Hay là other jokes. Đó thì cái ý này thật ra đó thêm thắt những từ phụ mà khi nói đó mình nên thêm như vậy để cho câu nói của mình nó phong phú chứ mình không có không có thêm á thì nó không hay. Ví dụ người ta nói a lot of people mà mình nói people không thì không hay. Hay là mình phải nói some people. Nhưng mà chẳng lẽ mình nói some hoài. Đôi khi mình nói some, đôi khi mình nói là a lot of, đôi khi mình nói là many ha hey, các bạn ha. A lot of people really like some jokes but they don't like other jokes. Vài người thích cái kiểu này nhưng mà không thích kiểu kia nha yeah, các bạn. Because they may find some to be really offensive and some to be really hilarious. Rồi, đây các bạn. Because they may find some à, bởi vì họ có thể tìm thấy một vài một vài cái chữ some này là thay thế cho some jokes đó các bạn, người ta không muốn lặp lại cái danh từ jokes nữa cho nên là they may find some họ có thể tìm thấy một vài to be really offensive to be really offensive họ có thể là thấy là họ có thể thấy là nhiều cái câu chuyện hài rất là xúc phạm, nhiều câu chuyện hài rất xúc phạm. They may find some to be really offensive. Họ thấy vài câu chuyện hài rất là xúc phạm cho nên không thích là đúng rồi. Đúng vậy các bạn có nhiều người kể cả những diễn viên hài à nổi tiếng luôn ha. Họ vi phạm vào cái điều á là họ lấy ra những thứ khiếm khuyết của một cái giới nào đó để họ làm chuyện hài thì như vậy là xúc phạm đúng rồi nha. Đôi khi mình không có được lấy những cái câu chuyện của người khác ra để làm tại vì nó xúc phạm đến cái cái loại người đó, cái giới đó hay là cái tầng lớp đó hay là gì đó thì như vậy không nên cho nên mình nói những thứ chung chung thôi cho đừng có uh, lấy những cái thứ mà mang tính chất xúc phạm người khác ra để làm chuyện hài ha. Tại bởi vì như vậy nó rất là offensive, nghe nó xúc phạm lắm. À, các bạn khó lắm. And some to be really hilarious. Hi hilarious. Cái từ này nè các bạn bây giờ ở ngoài đây dài quá cho nên á nó không có đưa ra phiên âm, mình phải bấm vào đây để vào phiên âm đọc từ này nè các bạn. Khi các bạn vào một từ thì các bạn thấy phiên âm của nó nè, thậm chí các bạn thấy cái video giáo viên hướng dẫn cách đọc làm sao cho chính xác cái từ đó luôn nè các bạn ha. Bây giờ thử bấm vào đây nghe nghe giáo viên hướng dẫn cái từ này đi. Hilarious. He a he lair. -er Air. Lair. E us us. Hilarious. Hilarious. Yeah. Giáo viên thì hơi dài và hơi nhấn mạnh chút xíu. Nhưng mà here. Hi hilarious. Hilarious, hilarious, cái từ này nó mang nghĩa là vui nhộn hay là hài hước, cái gì đó mà cảm thấy vui nhộn và hài hước, đó, mình dùng cái tính từ hilarious các bạn ha. vào đây mình có thể đọc thử cái từ đó nữa nè, rồi xong á mình có thể thấy được những cái cụm từ liên quan đến đó để dùng hay là những cái câu liên quan đến hilarious để mình đi tiếp ha. Tuy nhiên đó, mình ra ngoài mình học video lại các bạn. rồi một vài cái thì xúc phạm, một vài cái thì vui nhộn. Mình thích cái vui nhộn chứ ai thích cái xúc phạm bao giờ đâu các bạn ha. When somebody's telling a joke. You have to go into it with an open mind. And when somebody's telling a joke, và khi ai đó đang kể câu chuyện cười. Và khi ai đó đang kể chuyện cười ha. You have to go into it with an open mind. You have to go into it with an open mind. Go into something. Nó có một nghĩa gọi là mình thảo luận cái gì đó. Mình đi sâu vào chi tiết cái gì đó ha các bạn ha. Thảo luận cái gì đó. À, hay là mình à, giống như là mình go into là mình à, mình đắm mình vào trong đó cũng được nha yeah, đắm mình vào trong nó thì ý nghĩa của nó đó mình go into có người ta kể người ta kể thì mình bắt đầu đắm mình vào câu chuyện đấy để mình hiểu cái ngóc ngách của nó có thể dịch là lắng nghe cũng được ha nên mày go into when somebody is telling a joke khi ai đó đang kể một câu chuyện cười you have to go into it with an open mind An open mind open mind là một đầu óc cởi mở đó cởi mở là sao mình open ra để mình lắng nghe cái mới open ra để lắng nghe những cái mà mình không có định kiến để mình chống lại nó giống như mình vừa nghe mà mình vừa xem coi nó có khác với mình không để mình chống lại thì như vậy nó không phải là open mind các bạn à, mà như vậy nó là closed mind thì open mind là mình mình cứ nghe đi nó có khác biệt thì kệ nó nhưng mà sau khi mình nghe hết xong rồi đó thì chắc ác hẳn là nó có một cái ý nghĩa tại đó mình tìm ra cái ý nghĩa mới đó đó thì lúc đó người ta gọi mình là open mind thì trong cái chuyện cười cũng vậy mình lắng nghe với một cái open mind thì nó hay hơn là mình mình cứ tưởng đâu là người ta xúc phạm mình thì nó không đúng mình cứ kể cái câu chuyện đấy là câu chuyện cười mình nghe coi cái ý nghĩa câu chuyện nó nói về cái gì thì lúc này đó là ý nghĩa là go into it with an open mind nha các bạn ha thì các bạn dùng cái này để mình nói uh, đối với một người nào đó khi lắng nghe một thứ gì đó mới từ ai đó thì các bạn cũng có thể nói là when you listen to somebody saying something new you have to go into it with an open mind các bạn nói như vậy cũng được nha yeah. rồi um. and you can't take things personally and you can't take things personally mình take things personally đó các bạn à, là làm sao mình cá nhân hóa mọi việc mình ta tưởng mình cứ mình cứ tưởng là người ta đang nói về mình tại vì thật ra đó trong con người mình mỗi ngày đó các bạn là nó cũng có những cái tốt những cái xấu mình cũng đều mắc phải những cái xấu của thiên hạ cho nên đôi khi người ta kể một câu chuyện cười cái mình cứ tưởng đâu người ta nói về mình. Đó cho nên mình mình take it personally. Mình take it personally có nghĩa là mình cá nhân hóa nó là mình mình đang gán ghép là à người đó đang nói về mình cho nên mình lúc đó đó mình tỏ ra mình giận hờn hay là mình tỏ ra nóng nóng nảy gì đó ha thì lúc đó là mình đang take it personally. Don't take things personally các bạn. Don't take things personally. Yeah là đừng có để rơi vào cái tình huống mà mình cá nhân hóa nó. And you can't take things personally. Bạn 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 không thể nào mà cá nhân hóa nó được đâu nha. Người ta kể chuyện cười mà để mình cười đi không ai nói mình đâu. Đó là cái thói xấu của thiên hạ có khi mình mắc phải đấy. Tuy nhiên người ta không nói mình nha các bạn. Câu cuối cùng. And if you take a joke personally, then you really can't enjoy the humor, you can't enjoy the joke itself. And if you take a joke personally, và nếu như bạn lấy cái câu chuyện đùa đấy mà cá nhân hóa nó tưởng đâu người ta nói mình nha. Yeah. Then you really can't enjoy the humor. Và dĩ nhiên là sau đó thì sao mà bạn có thể enjoy cái humor được nữa, sao mà sao mà cảm thấy thích thú về cái tính hài hước của câu chuyện được nữa tại vì tưởng người ta nói về mình mà. Uh or you can't enjoy, you can't enjoy the joke itself. Và bản thân bạn cũng không thể nào enjoy cái cái câu chuyện cười đó được. Người ta kể chuyện cười vui quá luôn nhưng mà mình không vui bởi vì đó mình mình lại take it personally các bạn. Nha. Yeah. Cho cho nên là câu 16 này nó khuyên mình á là đừng có đừng có take it personally. À, bởi vì đó uh, then you really can't enjoy, bạn không thể nào enjoy, enjoy là hưởng thụ enjoy the humor là có nghĩa là thích thú cái cái hài hước đấy, cái câu chuyện hài hước đây or you can't enjoy the joke itself à, rồi kể cả chuyện cười mình cũng không cười luôn đấy các bạn đó cái bài về joke 16 câu thôi ha giáo viên này thì nói video ngắn hơn tuy nhiên tôi khuyên các bạn đó video dài hơn một chút thì mình học nhiều hơn một chút còn video ngắn đó thì người ta cũng không thể truyền tải được nhiều thứ trong một video dài một phút hoặc một phút rưỡi đâu ha rồi, tôi hướng dẫn cho các bạn cách dùng, tôi giải thích cho các bạn văn hóa, ngữ cảnh tình huống và các bạn dùng cái giáo trình này để các bạn học với video này nha, học ngôn ngữ trong cái cách diễn đạt này để mình có thể nói thành thạo về cái chủ đề này nói sâu một chút chứ không phải nói hời hợt bên trên nha các bạn ha. Thì ý nghĩa nằm ở chỗ đó, còn cái bài giảng của tôi là phải chi tiết là phải cho các bạn hiểu mọi cái như vậy nó mới hay nha các bạn. Rồi, bạn nào đang xem mà chưa đăng ký vào kênh Bấm vào nút đăng ký hoặc là subscribe vào kênh của tôi là thắng phạm nha các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Như đã hứa, vào cuối các video thì tôi sẽ để cho các bạn xem giáo viên nói từ đầu đến cuối một lượt Để các bạn có thể à, à, thuận lợi mà luyện cái video này trên Youtube luôn các bạn nha Bây giờ chúng ta bắt đầu các bạn Everybody loves jokes But not always when the joke is on us I can think of a few times where a few of my friends Made a joke about me or basically played a prank on me and I didn't find it very funny but all of my friends certainly did. But I love jokes. I really enjoy jokes because I enjoy humor and I enjoy comedy. And actually in a lot of my free time I like to watch stand up comedians because I just love hearing people's jokes and some people are so creative. Do you enjoy jokes? And if so, what type of jokes do you like? Because there are so many different types of jokes and a lot of people really like some jokes but they don't like other jokes because they may find some to be really offensive and some to be really hilarious. But when somebody's telling a joke, you have to go into it with an open mind and you can't take things personally. And if you take a joke personally, then you really can't enjoy the humor. You can't enjoy the joke itself.